Nếu câu trả lời là có, anh hãy để lâu em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh, giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao, thì em vẫn sẽ không hối tiếc những ngày hôm nay. Hình như em có điều muốn nói, em đang ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Cho bao nhiêu bước chân đêm nay dùng lên nhé.